Mến chào quý cô bác anh chị đã trở lại với kênh giao lưu cây kiểng toàn quốc LTK Bonsai ha. Thì hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả bà con mình một số cây kiểng đa dạng nhiều chủng loại ha. Như là mai chiếu thủy, khế, một số cây linh sam và một số cây bằng lăng rừng ha, ổi tàu. Nói chung là cũng nhiều loại cây nha cô chú anh chị. Bà con nào coi clip ha, thấy giá hợp lý, hình ảnh rõ nét thì nhấn like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ tiếp ha. Mã số 1S nha. Lưu ý mã hôm nay là mã chữ S nha cô chú anh chị. Cây 1 này là cây thần kỳ nha, có trái làm thay đổi vị giác của mình ha. Cây này có chiều cao tương đối là 70. Hàng này hàng bonsai nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp ha. Cây già, cây nằm chậu cũng khá lớn, tàn phơm tàn lớn luôn. Tổng tán ngang này, tổng tán ngang này là 120 ha. Cây thần kỳ nha, lá hơi vàng do tình trạng cây hết phân nha cô chú anh chị. Về mình chăm sóc tiếp em ha. Cây thần kỳ mã số 1S. Đây, em đo thân cho cô chú anh chị mình tham khảo tại vị trí này ha, là 9 gần 10. Còn đế này ha, 55. Đó, dòm kỹ dùm em, bộ đế của cây rất là quái nha, thân cũng khá quái, phơm tàn ấm mịn. Để em đo cái chậu này coi chậu mấy. Hiện tại là cây đang nằm chậu lọt lòng 49. Mình về em sang chậu 5 ha. Lọt lòng 50. Cây thần kỳ mã số 1S. Bà con mình giao lưu toàn bộ qua số điện thoại và Zalo là 0939700449 nha quý cô chú anh chị. Cây rất là già cây rồi nha. Rồi giá giao lưu bà con mình là 2.500.000 đồng toàn quốc ha. Dạ, gút chậu không bao gồm chậu khi vận chuyển nha cô chú anh chị. Cây rất là nặng và hàng cồng kềnh nha, phí ship cũng khá cao ha. Mã số 2S, em có một cây kiều hùng bonsai nha. Chậu này em cũng gút để lại nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao của cây kiều hùng 2S này là 47 chiều cao. Tổng tán em đo là 84. Đây, hoa của nó đây ha. Rất là đẹp. Và em báo trước hàng cây cảnh khi vận chuyển đi thì toàn bộ đều vàng và rụng lá một mớ nha. Tán rộng của cây là 43. Thân rất già, chuẩn ha. 17 là hoành thân của cây nha. Tổng bộ đế như thế này là 66. Cây kiều hùng mã số 2S không bao gồm chậu khi vận chuyển nha. Tới nơi thì cây này có giá là 1.600.000 đồng toàn quốc ha. Mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em là 0939700449 nha. Mã số 3S, cây này là cây ổi tàu bonsai dáng quái nha cô chú anh chị, phơm tàn cũng khá chuẩn ha. Cây này có chiều cao là 39. Tổng tán là 62. Thân co lắc nha. Cây đang trái nha cô chú anh chị. Trái có thể phát triển lớn hơn ha. Quanh thân này em báo là 14. Đây, cái đường thân của cây khá là đẹp nha cô chú anh chị. Trái cho ra rất là nhiều rồi ha, cũng rất là xiên trái nha. Mã số 3S. Em giao lưu toàn quốc với giá là 1.600.000 đồng tận nơi ha. Ổi tàu bonsai, trái rất là xiên và chín thì có mùi thơm nhẹ ha. Mã số 2, 4S. Đây là cây kim quýt bonsai nha cô chú anh chị. Cái này em báo chiều cao ha, 59. Tổng tán như thế này em đo là 50. Kim quýt bonsai, đế khá đẹp nha. Phơm tàn này mới bổ sung thêm một dây kẽm ha. Mặt cắt bao da ha.
trên đây em đo là 18 nha. Em đo tổng 2 cầu 48 nha cô chú anh chị. Đế cây khá đẹp ha. Cái này cũng không bao gồm chậu nha. Về bà con sang chậu khác giúp em nha. Kim quýt bonsai. Dòng này em giao lưu tận nơi cho bà con mình có giá là 2.500.000 đồng. Mã số 4S. Mã số 5S. Cây này là nguyệt quế lá xoắn hoa chùm. Có chiều cao tương đối là 72. Thân uống lắc lượng ha. Dáng nghệ thuật luôn nha cô chú anh chị. Tổng như thế này em đo là 45 tán ha. Và cây da tróc hết trơn rồi nha. Cây bonsai nghệ thuật khá đẹp chuẩn ha. Mã số 5S. Hoành thân em đo tại vị trí này là 24. Còn trên đây em đo tham khảo thêm là 15. Về bà con mình chịu số sang chậu giúp em. Hàng cây kiển lớn lớn thì em hạn chế giao chậu cho cô chú anh chị mình nha. Nguyệt quế dòng lá xoắn hoa chùm, phơm tàn nghệ thuật. 1.900.000 đồng cho mã số 5S tận nơi ha. Bà con mình được đồng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha cô chú anh chị. Và mọi thông tin chi tiết thì bà con mình lưu ý gọi về số điện thoại của em có để dưới tiêu đề là 0939700449 nha. Mã số 6S, linh sam siêu hoa. Cây này đang hoa nha. Hoa nở rộ quá thì sẽ rụng khi vận chuyển nha cô chú anh chị. Tổng tán như thế này là 65. Tổng chiều cao là 43. Hàng đang nằm chậu Biên Hòa Đồng Nai mới nha. Chậu này chậu Phước Lộc Thọ nha. Hoa chuỗi cho ra khá nhiều ha. Còn nụ rất là nhiều nha cô chú anh chị. Và hàng này rất là dễ xử lý hoa cho nên bà con mình an tâm. Hoa cho ra lưu liên ha. Rất là thơm. Quanh thân này là 13 gần 14. Còn đế tổng này là 30. Thân co lắc. Phơm tàn cực ấm rồi ha. Mịn ha. Thân quái nha cô chú anh chị. Mã số 6S. Em giao lưu toàn quốc cây này có giá là 1.500.000 đồng bao gồm luôn chậu tận nơi ha. Hoa của linh sam rất là thơm nha. Hoa nở rất là xiên nên cô chú anh chị mình an tâm. Mã số 7S, đây là dòng linh sam lá rí nha. Dòng này bà con mình về chăm nước giữ ẩm tốt giùm em ha, là cây nó sẽ hỗ trợ cho lọc non và hoa nha. Tổng tán em đo là 49. Còn chiều cao của cây là 30 ha. Thân rất là già và đế trải đều khá đẹp nha cô chú anh chị. Dòng này cho hoa cũng màu tím tựa tựa như linh sam siêu bông sông Hinh vậy đó nghe cô chú anh chị. Em đo cái thân ở đây nha. 19 nha. Củ đế ha. Tổng như thế này nha cô chú anh chị. 40. Đó. Đế bà con mình dòm kỹ. Có thể chỉnh sửa môi thêm khi sang chậu mới nha. Đó. Mã số 7S. Đồng giá 1.500.000 đồng tận nơi nha. Linh sam lá rí ha. Dòng linh sam này mình xiết bông cũng khá là dễ nha. Rồi cây này là cây mã số 8S. Dòng khế gân ghép với khế nhật siêu trái nha. Hiện tại cây đang nụ cho hoa nha. Trái rất là xiên nha. Cây này có chiều cao là 45. Tổng tán em đo là 64. Rất là xiên hoa nha cô chú anh chị. Trái rất là sai. Ghép với khế siêu trái, gốc thì là gốc khế gân nha, có đế ha. Thân này là 23. Đế bà con có thể chỉnh sửa khi sang chậu môi thêm nha. Các mắt ghép đã liền lạc hết trơn rồi. Và tình trạng cây này khi gửi đi thì có thể bị vàng và rụng lá một mớ nha cô chú anh chị. Tùy theo xa gần mà rụng lá ít nhiều ha. 8S nha. Giao lưu 1.100.000 đồng không bao gồm chậu ha.
cây khế gân ghép với khế siêu trái Nhật. 1.100.000 đồng toàn quốc. Mã 9F, đây là dòng khế chua ghép với Nhật siêu trái luôn nha. 33 là tổng chiều cao, tổng tán ngang là 47. Hàng thuần chậu cho nên cây sống rất là khỏe, cho nên bà con mình an tâm. Cây vận chuyển có thể rụng thì bà con mình tưới nước để cho mát giúp em, là cây nó sẽ hỗ trợ cho ra hoa luôn nha. Rồi, tại vị trí này em đo là 22. Đó. Cây này cũng được hai mắt ghép nha cô chú anh chị. Mã số 9F. Gốc khế chua ghép với khế siêu trái nha. Rồi, giao lưu toàn quốc, cây này có giá là 700.000 đồng tận nơi ha, không bao gồm chậu, tiến hành bó bầu khi vận chuyển nha. Cây mã số 10F, mai chiếu thủy dạng cụm rừng. Dòng này là dòng trung nu nguyên thủy không ghép nha. Chiều cao là 56. Tổng tán như thế này em đo là 70. Dòng này bán không có cao tiền nhưng mà phí ship rất cao nha cô chú anh chị. Cho nên hai cây thì tụi em mới giảm được 100.000 đồng cho cô chú anh chị mình nha. Còn một cây thì bên em thì bán giá hữu nghị rồi, cho nên không có giảm được cho cô chú anh chị mình ha. Cụm rừng 4 thân, em đo một thân chính chủ đại diện là 14. Trung nu là nu nó mọc ở thân nha cô chú anh chị. Đó là cái nét khác biệt của nó ha. Rồi, dòng này em giao lưu với bà con mình 600.000 đồng tận nơi. Mã số 10F, thuần chậu hết trơn rồi nên cây rất là khỏe nha. 11S cũng là dạng cụm rừng, mai chiếu thủy trung nu luôn ha. Cây đang nụ nha. Chiều cao của cây là 68. Tổng ngang là 50. Hoa mai chiếu thủy này cũng có mùi thơm nhẹ nha, nhẹ hơn nguyệt quế ha. Cũng rất là xiên hoa. Cây cũng rất là dễ sống, hàng thuần chậu cho nên bà con mình an tâm đặt cây ha. Cái này gồm 5 thân nha cô chú anh chị. Thân sát quá em đo không có chính xác được, em đo một cái thân vừa vừa bên đây ha. Tổng luôn hả? Tổng 5 thân nha, 42. Em trừ hao cho cô chú anh chị mình á. Hàng thuần chậu cho nên bà con mình về có cảm thấy mà cái rễ non ăn kín quá thì sang chậu cứ rũ bỏ bầu bớt ha. Thêm giá thể mình làm lại chất dinh dưỡng mới cho cây dễ phát triển. 600.000 đồng cũng là giá của cây mã số 11S nha. 12S cũng là dòng mai chiếu thủy trung nu, giá đồng 600. 60 là chiều cao, tổng ngang là 56. Cái này gồm 4 thân nha cô chú anh chị, 5 thân. Có hai góc hai bên, một thân lớn chia ra hai thân nhỏ ha. Em đo như thế này cho bà con mình dễ hình dung nha, để sát quá. 32 là già cái tổng thể thân của ta nó nha. 12S, dòng mai chiếu thủy trung nu. Hoa cũng rất là đẹp ha. 600.000 đồng toàn quốc, bà con mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Cây có gặp bất cứ vấn đề gì thì liên hệ số điện thoại của em để mình trao đổi nha cô chú anh chị. Rồi, cây này giao lưu toàn quốc có giá 700.000 đồng. Chiều cao là 66. Tổng tán là 60. Này, mấy cái nhánh này còn tự nhiên, về bà con mình uống thêm em cứ để như vậy ha, không cắt tỉa gì hết. Cho bà con mình tùy ý chỉnh sửa theo thẩm mỹ của mình ha. 2, 4, 6, 7 thân nha. 2, 4, 6, 7 thân. Em đo một thân chính chủ cái ha. 12. Tổng cụm như thế này là 45. Mai chiếu thủy dòng này dòng trung nu ha. Trung nu thì được người ta chơi nhiều nha. Giá thành của nó cũng khá dễ chịu ha. Rồi, em giao lưu toàn quốc 700.000 đồng 13S. Do giá báo sát nên em nói trước với bà con mình, em không giảm được cho bà con mình nhiều ha. Rồi, cụm rừng này em giao lưu toàn quốc giá 800 nha. Chiều cao là 54. Tổng ngang là 54 luôn ha. Form tàn chuẩn, thân chuẩn, cụm rừng luôn nha. 2, 4, 6, 8 thân ha. Phải không ta? 2, 4, 6, 7 thân à nha.
7 thân ha. Rồi, tổng như thế này em đo là 45. 45 tổng cộng 45, 10 thân đại diện. 45 là tổng cộng, 10 là thân đại diện lớn nhất. Mã số 14m. Bao phí ship giao lưu tận nhà giá 800.000 đồng. Đó, bà con mình được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Còn bên em thì giá cả đã bao gồm phí ship cho bà con mình rồi nha. Dòng Trung Nu hàng bonsai nghệ thuật, uống thân, uống tán. Tổng như thế này là 46. Dòng này thì bà con mình về demo sang cái chậu kiểu ngay ha, là cây nó sẽ tăng giá trị và thẩm mỹ lên rất nhiều nha. Cao là 25. Hiện tại do vận chuyển nên tụi em không có demo vô chậu được cho cô chú anh chị mình. Mình để vô một cái là đẹp lắm luôn nha. Quanh thân này là 11. Quay vô, quay qua rồi em dỡ cái tán. Đó, đường thân cũng khá đẹp, phơm tán cũng khá chuẩn ha. Đó, ôm dây kẽm từ những cái nhánh nhỏ nhất cho bà con mình luôn nha. Cái này lũa, nè, cái này chắc lũa, nhưng mà không sao, nó ngoài da. Nè, phơm tán này bà con mình dòm kỹ. Uống từ những cái nhánh nhỏ nhất vô, dây kẽm nhỏ nhất cho bà con mình rồi ha. 15m, em giao lưu toàn quốc, cây này có giá 900.000 đồng tận nơi. 16S. Em đo chiều cao. Cao là 23. Tổng tán là 42. Cây này thì sau 800.000 đồng nha. Quanh thân này em đo cho bà con mình tham khảo là 11, gần 12. Đó, 12 luôn rồi đó ha. Đây, phơm tán nè. Đó, em dỡ qua đây cho cô chú anh chị mình thay hai bề luôn ha. Có nào không rõ thì liên hệ Zalo em chụp hình gửi lại cho cô chú anh chị mình cho. Rồi, cây này có giá là 800.000 đồng, dòng mai chiếu thủy Trung Nu nguyên thủy, phơm tán uống từ nhỏ nhất rồi ha, ấm mịn cực mịn rồi. 17S, cây hồng ngọc mai, còn có cái tên gọi khác là sơ ri thái nha cô chú anh chị. Phơm tàn nấm tròn đều ha. Cao là 35. Tổng tán ngang là 40. Hoa của nó màu hồng hồng cũng khá đẹp nha. Trái chín màu đỏ chét hà nha. Giống như cái trái sơ ri á, nhưng mà nó nhỏ. Người ta gọi là sơ ri thái ha cô chú anh chị. Đế cây cực đẹp nha. Chỗ này em đo cho bà con mình là 19. Đế đẹp tàn cũng đều ha. Mã số 17S, giao lưu luôn chậu Biên Hòa Đồng Nai mới này có giá là 1.400.000 đồng tận nơi nha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449. Đến với những mẫu bằng lăng cuối clip ha, thì hàng này hàng đã bao da sống khỏe rồi nha. Dáng khá quái ha. Mặt lũa dựng khá đẹp nha cô chú anh chị. Em đo chiều cao nha, 70 là chiều cao ha. Hàng đối với bạn phôi này thì em bao sống cho cô chú anh chị mình 1 tháng nha. Hàng quái chuẩn, lũa cứng thép rồi nha. Đo tổng bệ ha. Bệ như thế này ha. 120. Đó. Cây rất là nặng và hàng cồng kềnh như thế này phí ship của em không có rẻ nha cô chú anh chị. Nhưng do hàng lâu năm thì tụi em đã bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình hồi đó tới bây giờ rồi, cho nên bây giờ thì tụi em vẫn bao ship cho cô chú anh chị mình nha. Hàng này bà con mình có thể trực tiếp ghép bằng lăng hoặc là tuần vi thái nha. Cây nó sẽ xiên hoa hơn. Một mùa hồi nở của nó thì chỉ là một mùa hè thôi ha. Rồi, em giao lưu toàn quốc bà con. Cây này có giá 2.800.000 đồng tận nơi. Lũa đã thép hết trơn rồi nha cô chú anh chị. Hàng này rất già cây, hàng khai thác ha. Và mọi thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình để ý dưới tiêu đề có số điện thoại của em là 0939700449. Mã 19S. Em báo với bà con mình là hàng bằng lăng rừng. Trời, mà khi vận chuyển thì có thể bị dập nha, tại vì em bó theo cái dạng phôi á.
Chiều cao là 57. Hàng bao da sống khỏe nha. Những cái mặt này thì bà con mình có thể tạo lũa thêm ở những cái mặt cắt lớn lớn ha. Hàng miền núi rừng nên có ôm đá nha cô chú anh chị. Tụi em bao sống nên cô chú anh chị mình an tâm. Trong vòng 1 tháng cây có gặp bất cứ vấn đề suy yếu dần thì bà con mình cứ liên hệ lên số điện thoại của em mình thì mình giải quyết nha cô chú anh chị. Tổng bể em đo cho bà con mình tham khảo là 100. Cây bằng lăng rừng, hàng này em cũng đang được giao lưu khá là mạnh ha, tại vì dáng nó quái nha và sức sống của nó cũng khá là lâu năm. Hàng này đang chuộng ở miền Tây, miền ngoài gì cũng giao lưu được hết nha cô chú anh chị. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình là 1.600.000 đồng tới nơi ha. Mã số 20S. Cây này là nguyên bể nha. Chiều cao em đo là 50. Thì hiện tại những cái chồi nào mà không cần thiết bà con mình cứ ngắt bỏ bình thường cho cây nó phô cái dáng ra cho đẹp lên nha cô chú anh chị. Chồi thì nó rất sung mạnh luôn, cho nên bà con mình an tâm về cái sức sống của cây. Cái phần này em đo cho bà con mình là 90. Đế ha. Đây những cái mặt cắt nè, nó làm cũng không có thẩm mỹ lắm cho nên bà con mình về tạo lại theo cái ý thích chuyên môn của mình ha. Còn tụi em quay làm sao thì đi y gan vậy nha. Ưng cây nào thì bà con mình lưu ý nhớ mã số gọi về số điện thoại của em là 0939700449. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với giá là 1.300.000 đồng. Cây 21S. Rồi. Cây này có chiều cao là 40. Chú ý nhớ kích thước để mình biết được độ lớn của cây nha cô chú anh chị. Em đo thông số thì đều chính xác hết và đã có trừ hao 1-2 phân cho cô chú anh chị mình hết rồi nha. Rồi. Tổng như thế này em đo là 125. Hàng này bà về có cái máy mà phun nước á, mạnh mạnh á, bà con mình xịt vô thân cho những cái bụi bẩn bám vô trong đó nó xịt ra cho cái đường nét nó rõ hơn ha. Tất cả đều dáng khá là quái nha. Rồi giao lưu cây này 1.500.000 đồng tới nơi, bao trọn bộ phí ship, kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận nha. Hàng phôi cho nên em báo em ship đi thì có thể bị dập chồi nha cô chú anh chị. Cái chim sao nữa. Cây này có chiều cao là 49 nha. Bằng lăng rừng, hoa tím lá nhỏ, hàng khai thác. Cây nào cũng có một cái dáng quái đẹp riêng ha. Cây nào cũng đẹp hết trơn của chú anh chị. 100 là tổng bệ như thế này. Nhắc lại là hàng này mình có thể ghép với tường vi nha. Bà con mình có thể mua bo tại các dự kiện khác ha. Rồi cây này em giao lưu toàn quốc với bà con mình 1.600.000 đồng, mã số 22S, dáng rất quái nha. 23S. Rồi. Cây giống như hòn non bộ hay cô chú anh chị. 79 là chiều cao. Cây những cái cây này đi thì chắc em nẹp thêm cây kèm theo quá chứ để nó gãy. Bằng lăng rừng, hoa tím lá nhỏ, hàng khai thác, bao sống 1 tháng cho cô chú anh chị mình. Anh chị nào mua hàng thì lưu ý giùm em ha. Tổng bệ dưới đây em đo là 100. Hàng lũa thép nha cô chú anh chị. Rất là độc đáo ha. Mã 23S. 1.700.000 đồng tận nơi. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận. Cây 24S. Cái bệ này em giao lưu với bà con mình là 800.000 đồng. 30 là chiều cao. Tổng bệ ngang nha.
Tổng bề ngang là 97. Hàng nào cũng đâm chồi sống khỏe luôn rồi ha, nên bà con mình an tâm. Bầu thì gồm hai lớp, về sang chậu thì cứ bỏ lớp ngoài lên cái lớp bên trong, phủ giá thể kính đầy thân giùm em ha. Từ từ thì cây khỏe đâu đó đàng hoàng mình hả môi ra chú anh chị. Rồi 800.000 đồng giao lưu toàn quốc mã 24S. Hoa nó nở vào mùa hè nha, cũng rất là xiên hoa nha cô chú anh chị. Rồi cây bằng lăng cuối clip của em ngày hôm nay. Cây này có chiều cao tương đối là 55. Đó, hàng đã bao da như thế này là dễ đâm chồi lắm nha, bao da khá mạnh ha. Đó, hàng phôi, bà con mình về cứ chăm như những cái phôi mai bình thường của mình gì đó ha. Nếu cây nào cảm thấy nó lâu lên chồi thì cứ đắp lên thân, có cái gì đắp lên thân cái mình tưới nước giữ ẩm trên thân giùm em nha. Cây nó cần hút nước hơn là phía thân ha. 88 là tổng đế. Bằng lan rừng hoa tím lá nhỏ. Mã số 25M cuối clip của em ngày hôm nay giao lưu với bà con mình toàn quốc có giá là 900.000 đồng. Và em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến tất cả các bà con gần xa đã luôn ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Và xin hẹn lại những clip tới vào lúc 12 giờ trên kênh LTK Bonsai ha.